Kim Ngân bị khán giả từ chối, bỏ show không mời, lâm vào cảnh trắng tay. Mới đây, trong buổi trò chuyện tiếp theo với danh hài Thúy Nga, em gái ruột Kim Ngân đã hé lộ thêm một tình tiết khiến nữ ca sĩ phát bệnh ngày một nặng, lâm vào cảnh khó khăn. Chị Kim Ngân vẫn đi show nhưng không ăn mặc đẹp nữa nên khán giả không thích. Thời điểm chị Kim Ngân mới phát bệnh, tôi đã phải tìm nhiều bác sĩ chữa bệnh cho chị ấy. Tôi còn sẵn sàng xin nghỉ một ngày để chờ chị ấy đi gặp bác sĩ, nhưng chị ấy không chịu. Chị ấy bảo tôi là không muốn gặp bác sĩ, cho rằng mình không bệnh gì hết. Bác sĩ thấy thế mới hỏi tôi có làm cách gì đưa chị Kim Ngân đi được không. Theo luật bên này, trước khi chữa bệnh, người bệnh phải ký hết vào các giấy tờ cam kết thì mới chữa được, chứ không ai ép buộc được chị Kim Ngân hết. Một thời gian sau, chị Kim Ngân có mướn một căn nhà, rồi hai con gái cùng anh ba tôi có về ở chung với chị ấy. Tôi thấy thế cứ tưởng chị Kim Ngân đã đỡ bệnh rồi, nhưng sau vài ngày ở chung, chị ấy đổi tính nết hoàn toàn. Trước đây, chị Kim Ngân luôn mặc đồ đẹp, thời trang, make up đầy đặn. Nhưng tới lúc đó, chị ấy không thích diện quần áo đẹp nữa. Chị Kim Ngân vẫn đi show nhưng không ăn mặc đẹp nữa nên khán giả không thích. Vì thế nên bầu show không mời chị Kim Ngân nữa và chị ấy không có tiền. Tôi thấy chị Kim Ngân không được đi show, không có tiền nên cũng giới thiệu cho chị ấy làm việc ở chỗ tôi, là một bệnh viện. Chị ấy cũng làm nhưng chỉ được vài tháng rồi bỏ đi. Rất nhiều người giúp chị Kim Ngân nhưng chỉ giúp được một thời gian là chị ấy đi, không ai nói được chị ấy hết. Một thời gian sau, chị Kim Ngân quen một người đàn ông và sinh thêm một đứa con trai. Lúc đó, chị Kim Ngân mướn một phòng để ở cùng con trai mình, tiền phòng hàng tháng do anh bác chồng chị ấy trả. Nhưng ở được vài tháng, chị Kim Ngân xích mích với chủ nhà nên ông ấy không cho ở nữa, chị Kim Ngân lại phải dọn ra ngoài. Chị Thi, con gái nhạc sĩ Trường Hải thấy thế, liền thuê một phòng khác cho Kim Ngân ở nhưng cũng chỉ được 2 tháng rồi lại đi. Nói chung, rất nhiều người giúp chị Kim Ngân nhưng chỉ giúp được một thời gian là chị ấy lại đi, không ai nói được chị ấy hết. Chị ấy cứ thích là đi thôi, không ai cản được. Hồi đó, Kim Ngân có nhiều bạn bè giúp đỡ lắm. Có một người bạn chị ấy thấy chị ấy lang thang nên dẫn về nhà, cho ở trong phòng đàng hoàng. Nhưng đang ở thì chị Kim Ngân là lối om sòm lên, khiến người bạn đó sợ quá phải kêu cảnh sát đến. Tuy nhiên, cảnh sát vừa đến thì Kim Ngân lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát hỏi gì thì chị ấy trả lời cái đó rất tỉnh táo. Sau đó, chị Kim Ngân tự kiếm một phòng riêng và báo mẹ tôi trả tiền thuê phòng cho chị ấy với giá 350 đô một tháng. Tuy nhiên, người chủ nhà lại cho thêm nhiều người khác ở thuê phòng bên cạnh, khiến chị Kim Ngân nổi điên và la lối. Lúc này, cảnh sát lại tìm đến và thấy nhà đó chứa nhiều người quá nên cấm hết, không cho ai thuê, Kim Ngân lại phải dọn ra ngoài. Tôi biết chuyện, cũng lên phòng để giúp chị Kim Ngân dọn dẹp, nhưng chị ấy la lối ầm ĩ, tôi sợ quá đành phải bỏ về.